Thanh Việt xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay trong tập 723, kể đến quý vị câu chuyện về ngân hàng. Câu chuyện về ngân hàng thì kể đến một ngàn, nhưng quý vị một ngàn đêm cũng chưa hết. Vậy câu chuyện đó là gì? Trước khi bắt đầu chương trình, cho phép Thanh Việt được gửi lời kính chúc sức khỏe và mọi điều bình an đến với tất cả quý vị đang lắng nghe trực tiếp cũng như là nghe lại sau này. Thành vị cũng mong muốn quý vị nhớ bấm đừng quên bấm nút like cũng như là để lại những lời bình luận cho các chương trình thành viên phóng sự như là những lời góp ý để xây dựng chương trình được tốt đẹp hơn Thành việt xin cảm ơn quý vị rất là nhiều à, thưa quý vị à, thường thường đó trong tất cả các cái chương trình à, youtube khi chúng ta làm về những câu chuyện thị phi chuyện thị phi đó quý vị thì nó dễ hiểu lắm À, à câu chuyện à, bà, bà này tranh giành tài sản với ông kia à bà nọ à, lật mặt à, ông này rồi bà hàng xóm đi sang à, nhà ông hàng xóm làm cái chuyện ABCD gì đó đó là những câu chuyện thị phi à, nói ra thì nó rất là dễ hiểu đi vào lòng người nhớ được lâu rồi Tại sao mà nhớ được lâu thưa quý vị là để đó truyền truyền miệng cho cái người bạn của mình không nghe được chương trình nó dễ dàng hơn. Còn khi mà chúng ta nói về những cái câu chuyện mà nó mang những cái tính chất về thời sự, về triều đình, cái này cái nọ, đó quý vị, thì nó 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 nó, nó không có được à, sự chú ý. Mà thực sự ra, đó quý vị, thì à, câu chuyện mà nó không phải thị phi đó, thì chúng ta nên chú ý nhiều hơn, tại vì nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nói như vậy, thân vị cũng muốn à, chia sẻ cái phía bên kia của câu chuyện đó là những gì mà xảy ra với nhà báo Hằng Ni rồi luật sư sĩ cho chúng ta thấy được một cái câu trả lời là biết ít nói ít bình luận ít là tốt nhất đúng không quý vị à tự vì tại sao tại sao mà lại phải phải nói rằng từ cái câu chuyện của nhà báo Hàn Ni và luật sư sĩ thì chúng ta nên bí ít là tốt nhất nói ít là là tốt nhất và bình luận nhiều à bình, bình luận ít cũng tốt nhất. Tự vì thưa quý vị nó nó tùy vào cái câu chuyện mà mình à, dẫn dụ trên mạng xã hội cái ranh giới giữa cái sự mà phản biện vấn đề xã hội dĩ nhiên là ở đây chúng ta phải mở ngoặt nói rằng vấn đề xã hội là vấn đề nào cái vấn đề xã hội là vấn đề nào? Tự vì tiến sĩ luật nhà trời cũng phản biện vấn đề xã hội, à, chị hai cũng phản biện vấn đề xã hội, nhà báo hàng ni luật sư sĩ cũng phản biện vấn đề xã hội à, và và cái kết quả của họ đều gần như là giống nhau đúng không quý vị? Vậy thì cái giới hạn của cái vấn đề đó là gì? À, làm sao mà uh, chúng ta đọc thấy những cái thông tin rằng uh, bên cơ quan nhà nước họ nói rằng uh, người dân nên cần phải phản biện xã hội, tiếp thu cái sự hiện đại của nền văn hóa 4.0 mà Internet thế này thế nào Tuy nhiên, à, tuy nhiên cái ranh giới đó quý vị thì nó mỏng manh vô cùng kể. Nó mỏng manh vô cùng kể. À, nó tùy, chúng ta nói rằng, ổ tự vì không hiểu luật nên mới như vậy. Thưa quý vị, đối với luật sư sĩ, một người đã gọi là gần nửa đời người nhưng quý vị à, à, tham gia vào các cái phiên tòa tố tụng cả hình sự dân sự cũng đều có một người biết rất rõ về luật rồi nhà báo hàng ni à, một à, một cây cây bút của báo Sài Gòn Giải phóng cũng rất là thâm niên biết được à, về luật rồi được đi học luật rồi mở những cái lớp giảng dạy luật căn bản à, rất là căn bản thôi dân quý vị thì đây là những con người mà ừ, biết luật thực sự À, thế mà họ vẫn rơi vào cái tình cảnh như hiện tại thì chúng ta học được bài học gì đối với thanh việt đối với vị trong bất cứ một cái phiên tòa xét xử nào cái quan trọng không phải là cái người đó bị bao nhiêu năm bị đền bao nhiêu tiền mà cái câu chuyện đó là chúng ta học được gì từ cái phiên tòa đó cái đó mới là cái cỡ quan trọng nhau quý vị à, thường thường á cái vị chủ tòa đó họ kết thúc một phiên tòa họ nên có một cái lời nói và lời nói này sẽ là cái tiêu đề cho các cái tờ báo để họ viết. Đúng ra nó phải như vậy đó quý vị. Đó là chúng ta học được gì từ cái, cái chỗ này. Chứ không phải rằng chị hai ba năm, nhà báo hàng ni một năm rưỡi, ông sĩ hai năm. Đó là cái tiêu đề. Nhưng quý vị, à, tiêu đề từ báo chuyên nghiệp cho đến báo không chuyên nghiệp cho những cái chương trình Youtube sàm sĩ sọ như thanh việt đây. Chúng ta đều phải có một cái lời chia sẻ học ra được bài học gì. Học được bài học gì mới quan trọng chứ không phải là chúng ta cười khi người này 3 năm, chúng ta tức giận khi người này chỉ có một năm, không phải câu chuyện không phải vậy. À, thế vì không bao giờ tin tưởng rằng um, à, một cái bản án nặng để à, nghiêm minh à, 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 dạy dỗ cho những cái hành động tương lai để không ai dám làm, thưa quý vị. Tại vì luật pháp đưa ra một phiên tòa đưa ra không để để dằn mặt những người nào muốn có hành động như vậy hoàn toàn không phải thưa quý vị không phải nếu mà nếu mà tòa à, xét xử một ai đó mà có một cái ý định rằng sẽ răng đe những trường hợp tương tự đó quý vị thì thưa quý vị chúng ta làm một cái công tính chúng ta biết được rằng luật pháp ra đời rất là lâu rồi à, ra đời lâu lắm đó quý vị ở tất cả các quốc gia trên thế giới người ta có luật hết Việt Nam chúng ta cũng có vậy. Luật có lâu lắm rồi. Không phải là 10 năm trước, 20 năm trước và khi cả trăm năm trước cũng có luật rồi. Thế rồi những cái hành vi vi phạm đó đó quý vị. Nó có chấm dứt không quý vị? thưa quý vị là không. Hành vi vi phạm vẫn tiếp tục hàng ngày y hệt như vậy. Người ta đâu có sợ đâu thưa quý vị. Không phải. Không phải vì cái ông trước ông bị 30 năm mà tôi định làm như vậy mà tôi sợ. Không có lý nha quý vị không phải đâu à. vậy thì cái quan trọng nhất đúng không, quý vị là bài học đó là cái gì và bài học đó chắc chắn không phải là răng đe dằn mặt không phải sở dĩ thanh việt nói như vậy là vì sao à, thưa quý vị hiện nay có rất là nhiều những phiên tòa thị phi những phiên tòa gắn liền với vấn đề kinh tế của đất nước mà người dân đó quý vị thì chúng ta là đôi khi chúng ta không để ý những cái cốt lõi của câu chuyện. Nhưng quý vị, cái, cái quan trọng đó quý vị, đó là sự hiểu biết và cách vận dụng luật pháp hiện hành. Nó hoàn toàn, hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Những gì chúng ta thấy ở trên à, luật đó quý vị, mà Thanh Việt hay nói đùa là coi chừng luật sư Google là bị việt vị, bị rớt bẫy. nha quý vị, nhà báo An ni và luật sư sĩ không phải là luật sư google mà còn còn bị rơi vào cái tình cảnh hiện tại. Húng chi là những người, à, những quý vị như Sàm xỉn sọn đây mà uh, đi làm uh, google đó quý vị thì 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 tôi tôi đó thiệt quý vị tôi đó thiệt đó. vì cái cái hiện tại, như quý vị và cái lý thuyết nó là một khoảng cách vời vợi, một khoảng cách đáng sợ, những quý vị một khoảng cách đáng đáng sợ. Có những người mà người ta hiểu luật trên lý thuyết thì đưa ra vận hành đó quý vị, nó hoàn toàn sai. Mà có khi người ta đưa ra vận hành người ta hiểu được là sai là đúng, nhưng mà vì sức mạnh của đồng tiền cũng quên luôn. Đúng không, quý vị? Câu chuyện mà Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay nè, đó là hai câu chuyện liên quan đến câu chuyện pháp đình đang xảy ra đối với bà Trương Mỹ Lan và cái ngân hàng à, scb và câu chuyện thứ hai là liên quan đến ngân hàng mà nó gây ra một cái tiếng vang dạo gần đây à, thanh việt nghĩ rằng tiếng vang này đó quý vị là tiếng vang xấu và nó có những cái sự hiểu lầm sai trầm trọng về ngân hàng Nha, quý vị. Thì đầu tiên cho phép thanh việt được nói về câu chuyện pháp đình của bà lan hiện tại Chúng ta đọc báo đó quý vị, rồi chúng ta nghe ở trên Youtube. Thay vì phải thú nhận với quý vị rằng, ngay cả thân việc đây, nghe xong đó quý vị, nó có lùng bùng cái lỗ tai, nó từ tay trái nó sang tay phải. Thân việc gọi là ma hồn chợ Nhưng quý vị, ma hồn trợ. Nào là à, à, phó giám đốc của công ty này, giám đốc của ngân hàng nọ, rồi à, à, con cháu của bà Lan Rồi cháu của bà Lan Rồi chích của bà Lan Rồi chồng của bà Lan rồi... Ôi, trời, trời, trời. Đủ thứ đó quý vị à Đúng, quý vị. Tại vì sao? Tại vì đó liên quan đến 84 bị cáo Và số tiền nó lên tới 6.677.000 tỷ đồng Một số tiền khá lớn Có số tiền khá lớn đó quý vị Rồi tại phiên tòa đó Chúng ta nghe báo chí đăng tải Rồi Youtube cũng nói đồng tiền đó, nó chạy như thế nào, rồi đồng tiền được lấy ra như thế nào, thì thật sự thú nhận với quý vị đó quý vị. Cái đó nó như là từ tay trái sang tay phải và nó bay luôn. Nó không để động một cái gì vậy đó. Không biết quý vị nghe là quý vị có để động gì trong đầu một cái gì không? Chứ với thanh việt thì nó nghe xong nó có lùng bùng lỗ tai. Lùng bùng thật sự luôn quý vị. Vậy thì câu hỏi đặt ra đó, người dân họ muốn biết cái gì? Họ muốn hiểu cái gì? Chắc chắn là không ai muốn biết được rằng 677.000 tỷ đó được rút ra như thế nào, đi qua con đường nào, gặp bà nhà, bà bưởi, bà nho, bà quýt gì đó, vân 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 vâng. Không phải vậy thưa quý vị. Cái mà người dân muốn biết thưa quý vị, đó là, là cái gì? Đó là nếu tôi mà là một trong 42.000 người, tôi gửi tiền vào ngân hàng SCB, mà tôi chưa rút tiền ra được, nha quý vị, thì Tôi chờ đến bao giờ tôi mới rút lại tiền Cái tiền mà tôi góp vào đầu tiên Cái tiền vốn, cái tiền principal của tôi đó Tôi để vào đó Bây giờ sao tôi rút ra Tại vì tôi nghe nói rằng Bà Lan, bà Lót gì đó Bà lấy 60, 677 ngàn tỷ rồi Trong đó có tiền của tôi nữa Vậy thì chừng nào tôi mới lấy lại được tiền lại đấy đây Đúng không, quý vị Và tôi nghe nói rằng tôi lấy lại được bao nhiêu 100% Hay là chỉ có 30% Rồi có tiền lãi nữa không hay là tôi để vào cách đây 8 năm mà cuối cùng tôi lấy đúng cái tiền mà tôi để vào là tôi đã mừng húng lên rồi. Đó là những câu hỏi mà người ta muốn biết đó quý vị. Một trong, nếu nếu quý vị là 142.000 người đó, một con số khá lớn đó quý vị. Quý vị có câu hỏi như vậy không? Tiền, nó đi liền với khúc ruột. Mà bây giờ ruột, nó chạy đến tay của một cái bà Lan, bà Lót gì đó mà còn được nói rằng bà lên tới 677 ngàn tỷ rồi số tiền đó có thể được chuyển ra nước ngoài rồi rồi mua công ty này rồi đi qua ông nọ rồi đi qua bà nọ rồi đi qua đứa cháu này cháu nọ nó dài dòng quá quý vị phải không, quý vị cái đó đó quý vị mới là tiền của quý vị còn cái câu chuyện tiền của cái ông cố nghệ sĩ vũ linh gì đó không phải tiền của mình không cần biết thưa quý vị mặc dù chúng ta nghe thị phi nghe cái thú vị thiệt nhưng mà không phải tiền của mình mình không cần biết nghe nghe thì nó, nó 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 hơi cá nhân một chút nhưng mà nếu mà là tiền của quý vị đó quý vị và quý vị, rơi vào 142.000 người này hoặc là họ hàng thân nhân của quý vị rơi vào 142.000 người này quý vị muốn biết cái gì quý vị biết đúng cái gì mà thành việc vừa mới nói xong cho quý vị biết đó là chừng nào cho tôi lấy lại được tiền tôi lấy lại được bao nhiêu có tiền lời nữa không hay là tôi bị lỗ đúng không, quý vị cho tôi không cần biết không cần biết cái gì không cần biết Bà Lan bà Lóc gì đó Bà bị cái gì Nhưng quý vị Có đi tiễn bà đi sang bên kia thế giới Mà giống như là ngày xưa thời của vua chúa đó quý vị Với là gì quý vị Diệt tới ba bốn đời Tôi cũng không quan tâm Tôi không quan tâm Diệt ba bốn đời bà tôi cũng không quan tâm Mà cái tôi quan tâm là gì quý vị Là tình hình hiện tại của ngân hàng SCB Đến như thế nào Tại vì báo chí đã đăng rằng Ngân hàng SCB Nha quý vị là đang gặp nhiều vấn đề. Rồi có những báo đăng rằng ngân hàng SCB năm rồi tiền thu vào, tiền lợi nhuận là tương đối khá tốt. Mà ngay tại tòa thì bà Lan lại nói rằng ngân hàng đó đang cần tiền. Tôi sẽ bỏ tiền từ cái việc bán cái biệt thự này, bán cái biệt thự nọ, bán cái này, bán cái nọ tôi để vào vì ngân hàng đó đang rất là cần tiền. Thì nếu quý vị là 142.000 người đó quý vị có lo không? quý vị quá lo luôn. Tuy nhiên, tuy nhiên những quý vị chính thức chưa có một cái câu nói nào tuyên bố rằng ngân hàng SCB hiện nay đang ở tình trạng nào. Và nếu quý vị là người gửi tiền hay đã gửi tiền vào ngân hàng SCB thì quý vị nên làm gì? Quá kinh khủng đúng không quý vị? Cái đó là chúng ta cần lo đó quý vị. Chứ thực ra, thêm việc hỏi thiệt, quý vị có cần biết rằng bà Lan bà đã lừa hay là bà tham ô, hay là bà lấy tiền, hay là bà dụ tiền của người ta bằng cách nào quý vị? Không quan tâm. Tôi quan tâm bà lừa thế nào. Tự vì tại sao quý vị? Cách lừa tiền thì thôi, trăm ngàn cách. Nhưng mà chắc chắn là tôi, tôi sẽ, cho dù tôi có biết tôi cũng không vận dụng được. Và tôi cũng không dám vận dụng được. Đúng không quý vị? Nên tôi không cần biết. Cái biết, quý vị, thì không được nói, cái muốn biết thì không được nói, cái không cần biết thì được rỉ rả hàng ngày. Thưa quý xin được hỏi tiếp này quý vị. Quý vị nghe cái cái tên của bà Nhàn là người đứng đầu của cái đoàn kiểm tra từ trung ương đi vào. Đúng không quý vị? Rồi quý vị nghe được là à, bà Nhàn, bà Nhãn, bà Nhóc gì đó đã được à, à, tặng cho à, à, trên 5 triệu đô la à rồi tiền bà chia ra làm đôi rồi bà để ở Nam Định rồi bà để ở nhà đứa cháu rồi bà để ở nhà này rồi bà để ở nhà nọ thực ra đó quý vị cái đó là đối với thanh việt không quan trọng và thanh việt cũng hy vọng rằng câu chuyện đó không quan trọng đâu quý vị tiền đó bạn có đưa vào trong cái quỹ từ thiện của thế giới có đưa vào quỹ từ thiện của miền Trung của Khánh Hòa quê hương của thanh việt cũng không quan trọng nhưng quý vị không quan trọng cái quan trọng là gì quý vị cái quan trọng là sự vi phạm của bà Lan đó quý vị, nó đã kéo dài 10 năm. Mà không lẽ trong vòng 10 năm đó chỉ có một đoàn kiểm tra dẫn đầu bởi bà nhàn mà thôi. Đúng không quý vị? 10 năm đã có rất là nhiều đoàn kiểm tra. Đã mỗi năm ít nhất, ít nhất đó nha quý vị, là ngân hàng phải làm hồ sơ một lần để trình báo. Mà lẽ không lẽ 10 năm lừa đảo. Những người đi uh, kiểm tra dù từ địa phương cho đến trung ương đều không thấy gì. Cái đó mới cái quan trọng. Đúng không, quý vị, cái đó mới cái quan trọng. Cái mà quý vị cần muốn biết là gì quý vị? Tại sao bà bà đó bà qua mắt được? Bà qua mặt người ta được. Tại sao bà Lan bà làm được? Rồi chúng ta hy vọng điều gì vậy? Cái điều mà chúng ta thực sự mong muốn biết đó quý vị là trong tương lai hay hiện tại có còn bà Lan số 2 Bà nhàng nhà số 2 nữa không? Bà làng là số 3, số 4, số 5 nữa không? Mà quý vị có có hiểu được ý của thành Việt nói rằng bà Lan 2 là gì không quý vị? Chắc chắn là không phải anh em xin đôi, chị em xin đôi của bà rồi. Mà là có một cái bà nào đó tương tự đang làm với công việc cũng y hệt như bà Lan đó quý vị. Cái đó có sợ quý vị? Sợ chứ. Quý vị mà gửi tiền vào ngân hàng CBD gì đó hay là DDC gì đó. Rồi tự nhiên cái ông sàm xí sọ này ông nói coi chừng có một bà Lan hai nữa quý vị có sợ không? Sợ chứ. Nhưng mà có gì có cái gì làm cho quý vị bảo đảm là quý vị không sợ quý vị, chẳng có gì bảo đảm. Mà cũng chẳng có cái gì làm cho chúng ta không sợ và cũng chẳng có cái gì làm cho chúng ta sợ. Vậy là chúng ta bay rồi chúng ta không đi rồi quý vị. Cái đó mới là cái quan trọng quý vị ạ. Làm sao đừng để cho trường hợp có bà nhàn số 2, số 3, số 4 nữa. Trong vòng 10 năm qua chắc chắn rằng không chỉ có một đoàn kiểm tra mà rất là nhiều đoàn kiểm tra câu hỏi được đặt ngược lại không lẽ những đoàn kiểm tra đó cũng u mờ u mưu hiểm mưu đúng không quý vị đó là câu hỏi mà chúng ta nên đặt ra và để hiểu được chứ không phải là chúng ta cần biết được cái đồng tiền bà rút ra như thế nào bà đi gặp ông nào ông chọn ông cái gì cái gì quên rồi à, nguyễn cao nguyễn cao gì đó nguyễn cao nọ gì đó quý vị à, không quan trọng tôi chỉ muốn biết thứ nhất tôi đang gửi tiền vào ngân hàng cdf để ngân hàng đó bảo đảm bằng cách nào coi chừng có bà lan hai không có bà lan ba không Đúng không quý vị? Rồi có bà nhàn dẫn đầu, bà nhàn bố mẹ nhàn năm nào dẫn đầu một đoàn kiểm tra cũng làm việc tương tự như vậy không? Đúng không quý vị? Có cái gì bảo đảm là không không quý vị? Không. Mà cũng chẳng có cái gì bảo đảm rằng có hay không? Cũng không luôn. Vậy là đang bấp bên. Đúng không quý vị? Đó, đang bấp bên. Câu hỏi thật sự tại cái phiên tòa này đúng không quý vị và hy vọng sẽ được trả lời trong một thời gian sớm nhất. Đó là tôi, một người bị hại, trong 42.000 người bị hại đã gửi tiền vào ngân hàng đó. Nếu tôi không rút ra kịp thời vào thời điểm đó, có cơ hội nào tôi được rút ra, được trả về cho tôi hay không? Chừng nào trả? Chứ cái câu trả lời là được, được trả đó cũng chưa đủ quý vị ạ. Chừng nào? Chừng nào? Trả bao nhiêu? 60%? 70%? Hay là vốn lẫn lời? Ôi chà 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 chà. Cái đó với tình hình kinh tế hiện tại, chúng ta vẫn chưa vực dậy sau mùa dịch Covid thì tất cả những đồng tiền này đó quý vị, thật sự là quan trọng đối với cuộc sống của từng người. Đó quý vị, đối với cuộc sống từng người. Trước khi mà chúng ta lo sợ rằng ồ thế giới đang nhìn vào và chúng ta này không bỏ tiền vào này vì sợ có bà le chúng ta phải là thực sự ra bỏ cái chuyện thế giới qua một bên đi đã. Nước nào cũng có những câu chuyện như vậy. Chỉ có rằng Hy vọng rằng không có trường hợp tương tự nhau quý vị Nhưng mà cái mà đáng lo nhất cho quý vị Là cuộc sống của những người bị ảnh hưởng Từ cái hành vi của bà Lan Hay là những người đồng bọn của bà Lan Hay là những người trong một cái nhóm 84 người này đã gây ra Mới là quan trọng Câu chuyện thứ hai mà Thanh Việt muốn chia sẻ nó quý vị Chắc quý vị cũng nghe Có một cà cũng về ngân hàng có một khách hàng nha quý vị. Họ mở một cái tài khoản rồi trong vòng 3 ngày họ đưa vào tài khoản đó gần 12 tỷ đồng. Nha quý vị, lớn quý vị số tiền lớn nha quý vị, 12 tỷ đồng tiền Việt Nam mở ngân hàng xong trong vòng 3 ngày đưa vào 12 tỷ. Nhưng rồi trong vòng 3 ngày đó nha quý vị, họ cũng mất 12 tỷ luôn. Ủa vậy là sao? Vậy là tôi vừa để vào rồi tôi bị mất luôn. Đúng vậy. Rồi câu chuyện là ngân hàng họ nói rằng họ không hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Họ không chịu trách nhiệm vì đây là cái lỗi của khách hàng đã không bảo vệ được những cái thông tin bí mật để một kẻ xấu nào đó đã đột nhập vào và lấy được cái thông tin đó từ trên điện thoại hay cái gì đó. Câu hỏi đặt ra rằng, ô thứ chết rồi, tôi để vào 12 tỷ mà bây giờ cuối cùng ngân hàng bảo rằng họ không chịu trách nhiệm vì đó là lỗi của khách hàng đã không bảo vệ được cái thông tin bí mật của mình. Quý vị nghe xong câu chuyện này, quý vị cảm thấy làm sao quý vị? Ôi thật là bấp bên. Thật là bấp bên. Tôi để vào được rồi, thì tôi sợ là ngay cả người trong ngân hàng tẩu tán ra ngoài, lấy mất tiền của tôi, rồi tôi cũng lo sợ là tôi vừa mới để vào mà không lẽ có người nó luôn, luôn luôn đứng trước cửa. Nó rình mò. Yeah. Mà quý vị ơi, bây giờ quý vị nè, quý vị để vào 10, 12 tỷ. Là trong một ngày quý vị có biết là tại đất nước chúng ta có bao nhiêu khách hàng đã mở những cái tài khoản không quý vị? Ôi đồng vô kể đúng không quý vị? Số lượng ngân hàng, số lượng khách hàng mà quý vị nhân lên thì nó nhiều vô kể. Không lẽ cái kẻ mà nó đi uh, rình mò đó quý vị, nó rình mò hết tất cả. Nó vừa thấy quý vị để 12 tỷ vào là hốt là cây okay không quý vị? Làm gì có chuyện đó đúng không quý vị? Không hoàn toàn, không tình cờ. Mà là đây là một sự tính toán, một sự chờ đợi có tính toán. thế vì không nói rằng có sự thông báo một cách bất hợp pháp của các cá nhân nào. Tôi không nói như vậy. Tuy nhiên đây là một sự rình mò hoàn toàn không ngẫu nhiên mà có tính toán. Ngân hàng mà trong vòng 3 ngày họ thấy tiền vừa mở tài khoản xong được rót vào 12 tỷ. Rồi trụng trong 3 ngày đó, 12 tỷ đó được rút ra mà ngân hàng đó coi như là không có chuyện gì xảy ra thì thành Việt cũng xin bái phục. <laughs> nhân quý vị, nếu mà là câu chuyện đó cái người khách đó mà họ thật sự rút ra 12 tỷ đó quý vị thì đây là một vụ rửa tiền số 1 rồi mà ngân hàng cũng phải chịu trách nhiệm để thông báo cho cơ quan nhà nước biết ngay lập tức. Đó là một cái câu chuyện mà rất là bình thường ở bất cứ một đất nước nào họ cũng đều làm vậy. Ủa vậy là ngân hàng của đất nước chúng ta nó có sự đặc biệt hả trời? Cũng có khả năng lắm chứ. Đây quý vị, trên tờ tuổi trẻ nữa khách hàng mất 12 tỷ, tòa tuyên uh, ngân hàng chỉ bồi thường 700 triệu. Cụ thể nè, ngày 12 tháng 4 năm 2022, khách hàng đã đến cái ngân hàng này chi nhánh tại Kinh Bắc Bắc Ninh để mở tài khoản giao dịch. Trong thời gian từ ngày 22 tháng 4 có nghĩa là vừa mở xong đó quý vị nha. Đến ngày 24 tháng 4, cứ là trong vòng chỉ có 3 ngày thôi. Bà Trúc và người nhà đã chuyển tổng cộng số tiền là hơn 12 tỷ đồng vào tài khoản vừa được mở chi nhánh tại kinh Bắc Bắc Ninh. Tuy nhiên sau khi mở tài khoản, bà Chúc không nhận được bất cứ một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào của ngân hàng này về biến động số dư trong tài khoản vào số điện thoại mà bà đăng ký. Do ngày 23 và ngày 24 là thứ bảy chủ nhật, ngân hàng không giao dịch, không mở cửa đó quý vị. Nên sáng ngày 25 bà đến ngân hàng à, kiểm tra số số tiền mình nói số dư trong tài khoản thì nó khó hiểu quá đại khái là trong tài khoản của tôi sau bao nhiêu ngày chuyển tiền vào hiện nay tôi có bao nhiêu đúng không quý vị à bà mới tối hỏa khi nhận khi được nhân viên của ngân hàng này thông báo tài khoản của bà chỉ còn có 114.000 đồng trong khi bà Trúc không hề thực hiện bất kỳ giao dịch rút tiền nào Đặc biệt sau khi việc bà Trúc mất tiền từ nhân viên đến cán bộ quản lý không tư vấn, không hướng dẫn cho bà à, để bảo vệ số tiền của bà kịp thời trước khi bị bọn xấu rút tiền đi hay chuyển tiền đi. Và cuối cùng, cuối cùng là gì quý vị? Tòa phạt cái ngân hàng này là không hướng dẫn, không tư vấn để phải mất tiền thì phải làm gì? Phạt 700 triệu. Và như vậy, tòa án gần như đã đồng tình với ngân hàng là không phải trách nhiệm của họ đúng không, quý vị không phải trách nhiệm của họ ngân hàng đề nghị toán không chấp thuận à, không chấp nhận đơn khởi kiện của bà trúc lý do là ngân hàng đã thực hiện đúng đầy đủ các quy định tư vấn hướng dẫn thủ tục mở và sử dụng tài khoản cho khách hàng phí máy chủ của ngân hàng đã xác định các giao dịch đều thực hiện trên số tài khoản password otp đã cung cấp cho bà trúc Bà Chúc đã không bảo mật được thông tin và để rơi vào tay kẻ gian, đó là trách nhiệm của bà. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện khá thú vị. Đúng không quý vị? Câu chuyện khá thú vị. Một người mất 12 tỷ, ngân hàng không chịu rồi đem ra kiện. Thì thưa quý vị, câu chuyện này phải là câu chuyện hình sự chứ quý vị nhỉ? 12 tỷ mà chứ phải mà, mà 12 ngàn, 12 triệu đâu quý vị. 12 tỷ, khá lớn. Câu chuyện khó tin đúng không quý vị Khó tin Một ngân hàng mà thấy 12 tỷ đi vào Trong vòng 3 ngày Rồi cũng trong 3 ngày đó số tiền biến mất Thì có đáng nghi ngờ không quý vị Phải nghi ngờ chứ Nếu mà ví dụ 12 triệu Thì không nói làm gì 120 triệu cũng đã bắt đầu đánh dấu hỏi Có chuyện gì xảy ra Vậy là ngân hàng này Coi như là Gọi là cái gì quý vị Sống chết mặt bay hay sao Nha, thực hiện số tài khoản cái mã số cũng như là OTP tức là cái cái mã số mà cung cấp một lần duy nhất đó quý vị nha giả dụ Bởi vì nói giả dụ nè bà chúc bị bị kẻ xấu nào đó lấy được cái thông tin đó thì thưa quý vị họ lấy bằng cách nào họ chuyển qua cái máy để họ rút tiền ra thì thưa quý vị vậy ra cái hệ thống an toàn của ngân hàng này trên hệ thống điện tử là không có Tại vì chỉ có một cái máy đó đó nha quý vị. Chỉ có máy điện thoại đó mới thể rút tiền ra được. Chứ các máy khác không làm được. Thưa quý vị, đối với một ngân hàng, thế vì không quan tâm là ngân hàng của nhà nước hay ngân hàng của cá nhân, khi một ngân hàng nhận tiền của khách hàng thì phải có chịu trách nhiệm. Và để cho các ngân hàng phải có những cái luật lệ như vậy, thì phải có sự hiện diện của nhà nước với những cái luật rõ ràng ở đây này quý vị chúng ta mới lôi kéo nhà nước vào để giúp cho cái việc bảo đảm số tiền chúng ta gửi vào ngân hàng một cách an toàn chứ không phải là những cái câu chuyện à, gọi là cái gì quý vị gọi là à, à, xàm xí trên mạng xã hội à, ông này la bà kia bà kia la ông này xỉ nhục bà nọ mà lại lôi cơ quan điều tra vào để sử dụng thì đối với thanh việt câu chuyện đó nó quá nhẹ, quá xà. Những câu chuyện như thế này, câu hỏi được đặt ra là ủa tại sao bà trúc không báo với cơ quan, nhà nước, công an điều tra ngay lập tức? Mà cái ngân hàng này họ cũng cho trôi qua một cách dễ dàng. Ôi coi đây là bà vắng chịu, mất là chuyện bình thường. Khó hiểu đúng không quý vị? Quá khó hiểu, thật sự là quá khó hiểu với những câu chuyện với một sự vô trách nhiệm như thế này. Đầu tiên là 12 tỷ này, bà này lấy tiền ở đâu ra 12 tỷ, làm ăn, có cơ sở làm ăn như thế nào, chuyển tiền như thế nào, buôn bán đất, buôn bán gì, có phải là rửa tiền hay không? Thưa quý vị, nếu mà có một cái luật rõ ràng, luôn luôn theo sát những cái hành động, hoạt động như thế này, thì thưa quý vị sự chuyển đổi các tiền hoàn toàn không dễ sự rửa tiền lại khang không càng dễ như thế này rồi thưa quý vị thưa quý vị muốn uh, tiếp tục cái câu chuyện còn lại à, nha quý vị và phần tiếp theo của cái chương trình thưa quý vị muốn nói cho quý vị à, trao đổi quý vị cái câu chuyện cũng liên quan đến ngân hàng nha quý vị và đây là một câu chuyện cũng khá là tếu và được báo chí à, bàn đến rồi trên mạng xã hội cũng bàn đến với nhiều cái sự suy nghĩ khác nhau mà thanh việt nghĩ rằng khá là nguy hiểm đây là câu chuyện nó cũng bình thường thôi thưa quý vị ạ à. à, một một khách hàng đó mở một cái tài khoản à, tín dụng cái thẻ tín dụng à cho những quý vị sống ở nước ngoài, thẻ tín dụng là cái thẻ gì đó quý vị? Nó gọi là credit card đó quý vị. Thì sau khi khách hàng này có được cái credit card, thì bà ta hay ông ta gì đó đi ra bắt đầu mới gạch kẹt, coi thử sử dụng được như thế nào. Và gạch được, sử dụng, mua sắm được 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi mua sắm xong đó quý vị. Thì À, không trả. thì quý vị biết rồi mình xài credit card, mình xài thẻ tín dụng cuối tháng tức là cái um, chu kỳ đó quý vị khoảng ba chục ngày đó ba bốn chục ngày đó người ta gửi cho mình cái tờ giấy nói rằng cái tháng này mình đã sử dụng bao nhiêu tiền và yêu cầu mình trả hết hoặc là trả một phần. Đúng không, quý vị còn nếu mà quý vị chỉ trả được một phần thì cái số tiền mà quý vị không trả được đó sẽ tính bằng tiền lời đó, 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 là như vậy đó quý vị đó là cái quy quy định xài sẽ tín dụng là như vậy quý vị sống ở nước ngoài cho quý vị hiểu cái này còn nhiều hơn cả thanh việt nữa à nó gọi là credit card rồi cuối tháng mình có cái monthly statement đúng không, quý vị à, à tháng này anh sử dụng được bao nhiêu anh nợ tôi là à, 8 triệu rưỡi 9 triệu 10 triệu à, tiền tối thiểu là anh phải trả là một triệu vậy là anh còn nợ tôi 7 triệu rưỡi 7 triệu rưỡi là tôi tính tiền lời cho anh đó nha à, còn nếu anh trả được hết 8 triệu rưỡi thấy vô tư coi như là tôi cho uh, anh uh, tôi ứng tiền trước cho anh sử dụng chơi vậy đó. Đúng không quý vị? À, đúng không? Đúng là như vậy. Đúng là như vậy. Nhưng mà cái cái vị này nè vị trả xong 8 triệu rưỡi. À vị sử dụng tiền của người ta 8 triệu rưỡi rồi vị uh, uh, cúp luôn. À vị không trả. Rồi vị nghĩ rằng ôi 8 triệu rưỡi này mà không ai tìm mình thì vô tư nhưng rồi sau 11 năm trời số tiền 8 triệu rưỡi này với cái lãi suất là 5,4% mỗi tháng cộng với tiền phạt vì không đóng tiền khách hàng nợ lên tới 8,8 tỷ à, thưa quý vị thì báo chí đó quý vị họ mới đăng những cái thông tin mà khách hàng mượn 8,5 triệu sau 11 năm thành 8,8 tỷ là câu câu view đó quý vị báo chí mà cũng câu view như vậy nữa báo chí cũng câu view như vậy câu hỏi ở đây không phải là như vậy câu chuyện ở đây đó quý vị đó là một sự cố tình hiểu lầm sai trái của cả hai bên từ người chủ khách hàng của cái thẻ tín dụng đó cho đến ngân hàng tín dụng đều thể hiện một sự sai trái vô cùng kể Thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói rằng đây là một phép tính toán Thì đúng là quý vị, anh nợ tôi 8 triệu rưỡi Mà anh không trả trong vòng 11 năm Với cái lãi suất 5,4% mỗi tháng Thì thưa quý vị, đúng là sau 11 năm Anh nợ tôi 8,8 tỷ Câu chuyện nó rất là bình thường Không có gì sai trái thưa quý vị ạ à. Nếu mà chúng ta đưa vào cái phép tính giống là 1 cộng 1 bằng 2 vậy đấy Chính xác luôn không có gì không có gì là ngạc nhiên ở chỗ này vậy đó nhưng mà cái ngạc nhiên là cái này nè quý vị cái ngạc nhiên là tại sao cái ngân hàng tín dụng đó lại để cho cái số tiền nó nợ đến 11 năm trời mà nó lên tới một cái số tiền là 8,8 tỷ không lẽ ngân hàng đến lại ngây thơ vô số tội đến nỗi mà nghĩ rằng khách hàng của mình có thể trả 8,8 tỷ hay sao đó là một chuyện khôi hài thưa quý vị ạ à. nợ thẻ tín dụng 3 tháng mà không trả được đó quý vị thì người ta đã cúp và đi tìm cho bằng được Nhưng quý vị cúp không cho cái thẻ đó sử dụng được nữa và đi tìm cho bằng được chứ không phải chờ đến 11 năm trời để tiếp tục cứ nhân lên nhân lên theo lũy thừa ở đây thanh việt muốn nói rằng theo lũy thừa nha quý vị mình hay nói rằng uh, tiền lời tiền tiền lãi rồi cứ cộng lên rồi cứ uh, 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 lãi mẹ À, để lại con lại con đại lợi cháu lại cháu đại lợi chích cho quý vị này nó lên tới chích chích luôn đó nó mới lên tới tám 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 tỷ đó quý vị à con số này là hoàn toàn đúng nha quý vị không phải là ngân hàng an giang nhưng mà là một sự vô trách nhiệm một cách khó hiểu và khôi hài nữa thưa quý vị à con số hoàn toàn không khai con số hoàn toàn không sai không ai đi lừa đảo ai hết nhưng mà nó cho thấy một sự vô vô trách nhiệm người sử dụng thẻ tín dụng đã có tính gian xạo nhưng mà ngân hàng cũng gọi là cái gì không phải vô trách nhiệm nữa mà khù khờ một cách lạ kỳ Nhớ quý vị khù khờ một cách lạ kỳ Đấy khách hàng tại tại quảng ninh mở thẻ tín dụng phát sinh ra dư nợ là 8,5 triệu đồng người ta hay thích dùng cái chữ sinh dư nợ một số quý vị có thể là không hiểu là xin dư nợ là cái gì thôi đại khái tóm tắt là anh anh sử dụng 8,5 triệu tiền từ thẻ tín dụng từ thẻ credit card nhưng mà anh không trả nha rồi sau 11 năm tôi tính lời tính lại tính lời gì đó nó ra là 8,8 tỷ Có gì đâu mà gây xôn xao dư luận thưa quý vị không có gì gây xôn xao dư luận ở đây đó con số đó là rất là đúng chỉ có cái cái mà bực mình đó là tại sao ngân hàng lại để cho con số lên tới 8,8 tỷ. Một con số mà, thưa quý vị, chỉ có bà Lan mới trả được thôi nha quý vị. <laughs> chỉ có bà Lan mới trả được thôi. Còn cái thú vị nữa đây là quý vị, cái tiến sĩ, một ông tiến sĩ là chuyên gia tài chính ngân hàng lên phát biểu liên quan đến vụ vụ việc này. Còn nói như này này, Riêng bản thân tôi không bao giờ tôi dùng thẻ tín dụng. Thưa quý vị, nếu mà là thành Việt mà mở một cái ngân hàng làm về thẻ tín dụng thì Thanh Việt có thể kiện cái ông Chi Hiếu này thật sự luôn quý vị ạ. À. Một tiến sĩ mà trong văn hóa người Việt mình đó quý vị, cứ ông nào là bác sĩ, cứ ông nào là tiến tiến, sĩ sĩ đó quý vị, lòi sĩ đó, là tình, tình sai mắt luôn. Tự có học mà, mình phải tôn trọng người có học, đúng không quý vị? Thì cái tiếng nói của ông có giá trị. À, tiếng nói của ông giá trị. Mà ông lên ông trả lời báo chí mà ông nói như này thà là ông nói ở cái bàn nhậu của ông không nói được mình không nói làm gì mà ông nói trên báo chí ông nói gì chứ riêng bản thân tôi không bao giờ tôi dùng thẻ tín dụng như vậy là rồi xong rồi ông nói vậy là là, là, là xong với cái ngân hàng làm thẻ tín dụng rồi đúng không quý vị không phải cái ngân hàng mà mà khù khờ ngơ ngác như trẻ lên ba như thế này thân thì không nói về ngân hàng này những ngân hàng còn lại ông còn nói gì chứ quý vị có tiền mặt thì tôi sẽ sử dụng hết tiền chấp nhật nhịn đói chứ không dùng thẻ tín dụng <laughs> Thưa quý vị, đây là một câu nói vô thưởng vô phạt và có cái 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 hiệu ứng cực kỳ xấu cho những ngân hàng tín dụng làm ăn đàng hoàng. Nha quý vị. Thanh vừa với trình bày cho quý vị những cái câu chuyện mà nó thật là đáng buồn và nó được chia sẻ một cách chính thống cũng rất là đáng buồn và được chia sẻ giới thiệu bởi những người được xem là những người có tiếng nói có thể gây ảnh hưởng. Một cách khù khờ. Đến ngạc nhiên. Từ ngân hàng nhận của khách hàng. Biết bao nhiêu tiền lên tới tỷ. Đã đối xử với khách hàng. nha quý vị. Một cách khó hiểu. Một cách khù khờ. Một cách ngạc nhiên. Một người nợ mình 8,5 triệu đồng. Mà mình để cho nó trôi đến 11 năm sau. Để mình có khả năng mình đề lên là 8,8 tỷ. Thì ôi thôi thưa quý vị ạ. À, Câu chuyện không thể tưởng tượng nhau quý vị câu chuyện không thể tưởng tượng không liên lạc được với chủ khách hàng này đâu quý vị đó. Thì người ta có nhiều cách đúng quý vị? khi mở một thẻ tín dụng tại ngân hàng cái người khách hàng đó nó phải có đủ điều kiện gì rõ ràng thì ngân hàng mới dám cho mượn chứ đúng không quý vị cho 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 à, gạch thẻ chứ đó là những cái câu chuyện mà đối với Thanh Việt chẳng có thị phi gì cả. Và là những cái vấn đề nhức nhối trong xã hội trong khi chúng ta lại không có những cái câu hỏi đi trực tiếp thẳng vào tâm điểm. Thế việc xin tạm dừng chương trình ở đây. À, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau có những uh, câu chuyện thú vị hơn để chia sẻ cùng quý vị. À, chỉ hy vọng rằng chúng ta cùng chia sẻ những cái thông tin như thế này để chúng ta nhìn một vấn đề ở nhiều khía cạnh như quý vị và tránh bị dẫn dắt theo những cái ngay cả tờ báo như quý vị như quý vị chúng ta đọc chúng ta sẽ có cái sự suy luận của chính cá nhân mình và không bị ai dẫn dắt tự vì chúng ta là một người lớn chúng ta đủ trí thông minh chúng ta không cần cái bà hàng xóm dẫn dắt chúng ta chúng ta không cần cái ông sàm xí soạn thanh việt dẫn dắt tôi chỉ có đi thu luận thông tin, tôi sẽ sàng lọc cái thông tin, thông tin nào đối với tôi là đúng thì tôi sẽ sử dụng. thay vì xin tạm dừng chương trình ở đây và kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc và bình an. I love you